Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý anh chị nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube Thiên Định Vinhome. Và hôm nay đây Thiên Định đang từ Vinhome Ocean Park và bây giờ Thiên Định sẽ chạy lên Long Biên. Thì hôm nay Thiên Định quay lại cái con đường Thiên Định vẫn từng đi để giúp quý anh chị chúng ta biết được cái quãng đường mà bình thường Thiên Định chạy từ Vinhome Ocean Park lên Long Biên thì Thiên Định hay đi lối nào nha quý anh chị nha. Rất nhiều quý anh chị chúng ta ví dụ như đi thì vẫn còn đang chưa hình dung được cũng như là chưa biết được là mình lên đi lối nào hiện tại thời điểm này. Thì bây giờ Thiên Định sẽ chạy lên Long Biên, cái con đường bám theo con đường gom song song với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng nha quý anh chị nha. Tại thì sẽ có 3 con đường từ Long Biên chạy xuống Vinhome Ocean Park, cũng như có 3 con đường chạy từ Vinhome Ocean Park chạy ngược lên Long Biên. Thì hôm nay đây Thiên Định sẽ đi, hôm trước Thiên Định đã giới thiệu cho chúng ta cái con đường mà chạy thẳng đường Đông Du Dương Xá ra đường 5 để chạy lên Long Biên rồi. Hôm nay đây Thiên Định sẽ giới thiệu một con đường khác, đó là con đường mà chạy theo con đường gom mà Thiên Định vẫn tưởng hay đi. Thì con đường này nó sẽ an toàn hơn, khi chúng ta đi đường 5 thì nó rất nhiều cái xe tải lớn đi, nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Thì quý anh chị chúng ta đi theo Thiên Định nhá. Đây hiện tại hôm nay đây thì ngày chủ nhật, hôm nay đây xe rất là đông luôn, mọi người tới dự án Vinhome Ocean Park cuối tuần rất là đông luôn. Con đường song song với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng trong dự án này, thì mình sẽ chạy thẳng ra ngoài đầu biểu tượng của dự án, đó là cái cột màu đỏ này. Rất nhiều xe, rất nhiều cư dân tới Vinhome Ocean Park. Thank you.
ngoài đầu ngoài dự án rồi nha cô chú chị nha. Trái cũng không được luôn, tại vì rẽ trái là đi ngược chiều, chúng ta rẽ phải xong nếu chúng ta đi thẳng thì chúng ta sẽ ra đường 5 nha cô chú chị nha. Cái đường này là đường Đông Dư Dương Xá nha chị nha. Đi thẳng sẽ ra sẽ ra quốc lộ 5. Bây giờ Thiên Định không đi thẳng mà Thiên Định quay ngược trở lại để Thiên Định đi với cái đường gom theo đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng để lên Long Biên. Đi một đoạn đây thì có cái mũi tên rẽ phải này, đấy là lên cầu Thanh Trì này, Long Biên này, là rẽ phải luôn lối này. Chúng ta không đi thẳng nhá. Nếu cô chú chị chúng ta đi thẳng thì ra đường 379 là đường nối thông đường Eco Park với Long Biên, thì đường đó cũng là một con đường, nhưng đường này đi thì sẽ nhanh hơn. Đấy, cô chú chị chúng ta chạy thẳng con đường này thì sẽ lên khu Thạch Bàn. Đấy, thì chạy qua cái dự án Hà Nội Garden City đấy cô chú chị. Khá là nguy hiểm, tại vì xe cộ rất là đông và cũng rất nhiều đèn đỏ, và có rất nhiều các cái trường hợp là xe đậu đèn đỏ lại bị những cái xe to, xe lớn như xe container đằng sau nó húc lên, cực kỳ nguy hiểm luôn, và Thiên Định cũng rất là ngán luôn. Thế cho nên Thiên Định hay ưu tiên đi cái con đường này, đường rất là đẹp các cô chú chị nha, chúng ta đi thoải mái luôn, đường rất là đẹp luôn. Thiên Định mà chạy từ Vinhome Ocean Park mà chạy lên Long Biên, mà chạy từ con đường này lên, nó chỉ mất tầm khoảng 12 phút thôi, 12 đến 15 phút thôi. Đi nhanh lắm. Thiên Định chạy trái đây là vào khu Thạch Bàn, vào dự án Hà Nội Garden City. Quý chị chúng ta đi đến đây thì chúng ta có hai lối rẽ, một thì chúng ta rẽ trái luôn, đấy đi rẽ trái luôn cũng được, hoặc là hai là chúng ta chọn phương án đi thẳng, đấy. Tất cả đều chạy ra đường Cổ Linh, nhá. Chạy tất cả đều là chạy ra đường Cổ Linh. Bên phải đây chính là dự án Hà Nội Garden City.
máy chạy có nhanh không ạ? Được, chạy rất là nhanh luôn. Đến cái lối này thì được rẽ phải, mọi người được phép rẽ phải nha, quý vị nha. Cái xe ô tô này đậu kiểu này là đang rẽ trái cho nên là không được đi luôn. Còn Thiên Định là rẽ phải là Thiên Định được phép đi luôn, nhưng mà xe này nó chắn rồi Thiên Định không đi được. Đấy. Phía trước của chúng ta là đường Cổ Linh rồi đấy, quý vị. Nếu của chúng chị chúng ta đi thẳng thì là chúng ta phải dừng đèn đỏ, của chúng ta rẽ phải thì vẫn rẽ được, rẽ phải là ra Thạch Bàn của chúng chị. Thiên Định chọn phương án là dừng lại chờ đèn đỏ, còn Thiên Định rẽ phải cũng được, Thiên Định rẽ phải cũng là đi ra đường 5 thôi, đi ra đường 5 thì chạy lên Pinocchio Side thôi. Rồi Thiên Định đi đường thẳng thì nó sẽ ít xe hơn, chọn cái con đường nó ít xe cộ hơn và đi nó tiện hơn. Nếu chúng ta mà dừng đèn đỏ ấy, bây giờ cực kỳ nguy hiểm luôn. Cái con đường này là rất là ít xe, và là ít xe container cũng như xe tải lớn. Nhưng mà khi mà dừng đèn đỏ thì cô chú anh chị chúng ta nhớ là hãy dừng đèn đỏ bên làn bên phải gần nhất, đừng có dừng ở cái lối gọi là lối bên trong, là cái lối mà xe tải đi rất là nhiều luôn. Và lối đấy nó rất là nhiều xe tải, nó hút đít về sau. Các cái trường hợp hút đít đều là hút đít sát về mé bên trái. Tại vì cái làn trong đấy là làn dành cho ô tô tải, ô tô to. Còn bên phải sát ngay bên này thì là dành cho đa số là dành cho phương tiện như xe máy. Chúng ta chạy thẳng lối này thì sẽ lên cầu Vĩnh Tuy. Là Aeon Mall đấy, quý anh chị chúng ta nhìn sai bên đằng kia là Aeon Mall rồi, nhưng mà Thiên Định rẽ phải để vào con đường đây là đường Sài Đông. Đấy, đi vào Sài Đông để vào khu đô thị Vinhome Riverside. Đấy, quý anh chị thấy không ạ? Đường cực kỳ thoáng luôn, không có xe đi luôn, mà đường rất là đẹp luôn nha quý anh chị nhá. Thiên Định chọn những cái con đường nó rất là ok để quý anh chị chúng ta đi thuận tiện, thuận lợi. Thank you.
sang đường 5 này thì đèn đỏ dừng rất là đèn đỏ cho đi rất là ít luôn. Quý anh chị cố gắng đi nhanh để không phải chậm được đèn đỏ. Đấy, chậm đèn xanh. Đấy, đây là vào đường sai đồng quý anh chị nhá. Từ đường sai đồng này thì quý anh chị chúng ta đi thẳng để vào Vinhome Riverside. Gần 8 năm gắn bó tại dự án Vinhome Riverside đến thời điểm này. Vâng, và vừa rồi Thiên Định đã giới thiệu cho toàn thể quý vị chúng ta con đường chạy từ Vinhome Ocean Park lên dự án Vinhome Riverside Long Biên. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta đã theo dõi. Hãy nhớ ấn nút đăng ký và ấn nút theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định nhé. Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Thiên Định xin chào.